chào mọi người. Ngày hôm nay em Kiều xin giới thiệu đến cho mọi người một dòng sản phẩm đang cực kỳ hot trên thị trường hiện nay và cũng nằm trong danh sách hàng độc quyền thương hiệu Bangamark. Sản phẩm này sẽ giúp cho các anh chị có thể tổ chức những bữa tiệc lẩu nướng ngay tại nhà, từ 8 đến 10 người ăn ngon như ở ngoài quán luôn ạ. Và đó chính là bếp lẩu nướng Hamaru RSF1400G Hàn Quốc. Mẫu bếp lẩu nướng Hamaru này được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, giúp cho các chị em có thể tự tổ chức những bữa tiệc, những bữa nhậu cho các anh em tại nhà một cách nhanh chóng. Với trọng lượng chỉ có 2,8kg và thêm nữa là việc vệ sinh dọn dẹp lại vô cùng dễ dàng. Ngay bây giờ thì anh chị hãy cùng với em Kiều tìm hiểu chi tiết hơn về bếp lẩu nướng Hamaru này nhé. Đầu tiên là về chiếc hộp đựng bếp. Chiếc hộp ý sẽ có đầy đủ thông tin, thông số, hình ảnh sản phẩm và thương hiệu Hamaru. Thương hiệu Hamaru là công ty nằm trong top công ty đứng đầu về việc sản xuất và phân phối thiết bị gia dụng điện tử Hàn Quốc. Và Canonmark là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm bếp lẩu nướng Hamaru RSF1400G Hàn Quốc này tại Việt Nam. Nên là anh chị có thể yên tâm khi mua hàng. Chiếc bếp lẩu nướng Hamaru có kích thước mặt bàn nướng dài là 50cm và rộng là 25cm, được chia thành hai khu vực khác nhau là mặt phẳng và mặt khe để giữ cho thực phẩm nướng được chín táo, giá vàng bề mặt, không gây mỡ thừa, ngon hơn và tốt hơn cho sức khỏe. Phần bên khoai lẩu thì khá là rộng, được mang cách riêng biệt, có vô kính cường lực trong suốt. Và một ưu điểm rất nổi bật của sản phẩm đó là chiếc bếp này là ngoài cái chức năng là ăn lẩu nướng ra thì mọi người cũng có thể sử dụng làm nấu ăn hàng ngày cho gia đình như là chiên, xào, làm bánh tét hay là nướng tấm. Phần tay cầm thì được cách nhiệt chắc chắn, dễ dàng cầm nắm di chuyển khi mà sử dụng sản phẩm. Và với dòng bếp này, công suất nó lên tới là 1700W, điện áp là 220V. Đây là dòng công suất cực kỳ lớn trên thị trường hiện nay, nó sẽ giúp cho thức ăn được chín nhanh hơn và đều hơn. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn của chiếc bếp lẩu nướng Hamaru này nhé. Một ưu điểm mà em Kiều cực kỳ thích ở chiếc bếp này đó chính là phần mặt nướng. Ngoài bề mặt rộng ra thì chất liệu của sản phẩm được làm bằng hợp kim chất lượng cao, đồng thời được phủ một lớp men đá fluorosil cao cấp chống rỉ sét, chống ăn mòn, chống dính, chống bám bẩn, khử mùi và dễ dàng vệ sinh, sẽ giúp chúng ta không lo bị cháy, bị khét thức ăn khi mà sử dụng. Ngoài ra còn có công nghệ phủ lớp dung nạp muối giúp bạn nấu ăn mà không cần dùng nhiều dầu, đồng thời cũng giúp tản nhiệt cực tốt, giúp thức ăn được chín đều hơn và ngon hơn. Và một đặc điểm mà em Kiều cực kỳ yêu thích ở chiếc bếp lẩu nướng Hamaru này đó chính là nó sẽ có những dãy lọc dầu như thế này, sẽ giúp cho chúng ta tách bớt được dầu từ đồ ăn một cách dễ thấy hơn này, và hơn nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được việc hấp thụ quá nhiều dầu mỡ vào trong cơ thể, nên người ta rất là hại sức khỏe. Và ngoài cái ưu điểm là có tách lọc dầu ra thì bên cạnh đây còn có một lỗ thoát dầu là chân đế phụ điều chỉnh độ cao cho cái bàn nướng, cái lượng dầu dư chảy nó sẽ về cái lỗ thoát dầu và xuống tô phía dưới. Đây mọi người có thể nhìn thấy là Hamaru còn tặng thêm cho chúng ta một tô đựng dầu để đựng dầu thừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Toàn bộ mỡ thừa từ thức ăn sẽ được chảy xuống dưới đây. Và như em Kiều cũng đã nói về việc vệ sinh bếp vô cùng là dễ dàng. Mọi người chỉ cần dùng một chiếc giấy lau hoặc một chiếc khăn mềm lau nhẹ trên bề mặt bếp và tráng qua một lượt nước là sạch hoàn toàn dầu mỡ. Với những ưu điểm trên là những bước đột phá của dòng sản phẩm bếp lẩu nướng Hamaru RSF1400G Hàn Quốc so với những dòng sản phẩm bếp lẩu nướng truyền thống khác trên thị trường. Ngoài ra bộ sản phẩm đi kèm với bếp đó là một dây điều nhiệt, tô đựng dầu, một túi sách du lịch phù hợp với những buổi dã ngoại thuận tiện mang theo di chuyển đi lại, một giấy hướng dẫn sử dụng và vung úp nồi. Bếp lẩu nướng Hamaru RSF1400G Hàn Quốc cũng đang là một trong những sản phẩm độc quyền thương hiệu Bangamark mang lại sự bùng nổ doanh số từ thời điểm cho ra mắt sản phẩm đến bây giờ. Vậy nên Bangamark liên tục tìm những nhà phân phối, đại lý, sỉ hay cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành Việt Nam để có thể tham gia hợp tác với chiết khấu cao và những ưu đãi hỗ trợ tốt nhất, giúp làm tăng thu nhập của anh chị lên gấp trăm lần. Hy vọng với những thông tin mà em Kiều vừa chia sẻ cho anh chị ngày hôm nay thì đã mang đến cho anh chị những kiến thức bổ ích hơn về sản phẩm bếp lẩu nướng Hamaru của Canonmark. Còn bây giờ thì em Kiều xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.